Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. Hello, thầy xin chào tất cả bạn học sinh khối 6 và khối 7 thân mến. Chào mừng các bạn đến với chương trình chinh phục kỳ thi học sinh giỏi môn toán được phát trên kênh VTV Channel. Trong video ngày hôm nay, thầy giáo xin giới thiệu với các bạn một trong những cái giải toán khá là phổ biến trong các đề thi học sinh giỏi khối 6 và khối 7. Đó là cái giải toán giải số có quy luật các bạn nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái video ngày hôm nay. Nội dung trong video ngày hôm nay đó là những cái dãy số có quy luật. Thì để tìm hiểu dãy số có quy luật thì chúng ta cần rất nhiều thời gian và rất nhiều cái dãy số khác nhau. Tuy nhiên là trong video ngày hôm nay thì nó sẽ xuất phát trong cái chuyên đề này bằng ba cái dãy số cơ bản mà nó kết hợp với nhau tạo ra những cái bài toán khá là hay và khá là thường xuyên có trong các cái đề thi. Cái dãy đầu tiên, cái dãy số thứ nhất, đó gọi đây là dãy số tự nhiên 1, đó là cái dãy tổng số tự nhiên f bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng đến n. Thì cái dãy này khá là quen thuộc từ lớp 6 lớp 7 thì nó không nói nhiều nữa, kể cả lớp 5 các bạn cũng đã làm rồi. Thì cái dãy này có công thức tính như sau, đó là n nhân với n cộng 1 trên 2. Các bạn có thể tìm hiểu cái dãy số này trên rất là nhiều cái kênh kiến thức khác nhau. Và cái dãy số thứ hai, đó chính là cái dãy 1 nhân 2 cộng 2 nhân 3. Đấy. Thế thì cái dãy này cũng quen thuộc, tuy nhiên thầy giáo sẽ hướng dẫn cụ thể cách tính cái dãy này như sau. Để tính dãy này thì chúng ta phải nhân cả hai với x này với x3. Thì 3 cách phải bằng 1 nhân 2 nhân 3 cộng với 2 nhân 3 nhân 3, tức là ta nhân phân phối vào tất cả các hàm tử trong cái dãy này, cộng 3 nhân 4 nhân 3 cộng n nhân với n cộng 1 nhân 3. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra các cái thành phần triệt tiêu nhau, tức là tạo ra những cái số đối bằng cách là biến đổi linh hoạt cái số 3 ta vừa mới nhân vào này. Thì 3 nhất sẽ bằng này 1 nhân 2 nhân với 3 trừ 0 cộng 2 nhân 3. Cái số 3 này thì được viết thành 4 trừ 1 này cộng 13 nhân 4 ở cái số 3 tiếp theo đây chính là 20 trừ 2. Và cứ như vậy chúng ta có một cái quy luật, đó là gì? Cái số này 2 nhân 3 cái số tiếp theo là tăng lên một đơn vị, trừ đi 1, trừ đi cái số đứng trước này 3 nhân 4 5, trừ đi cái số đứng trước này. Thế thì ở đây chính là n nhân n cộng 1 nhân với cái số tiếp theo là n cộng 2 này, trừ đi cái số đứng trước cái số n này, trừ đi gì? N trừ 1. Đấy, đó là quy luật để ta tạo ra cái thành phần triệt tiêu nhau. Vậy thì bài nhất mà chúng ta phá bỏ ra thôi, 1 nhân 2 nhân 3 trừ đi 0, cái này 0 này, cộng 2 nhân 3 nhân 4 trừ đi 1 nhân 2 nhân 3 cộng 3 nhân 4 nhân 5 trừ đi 2 trừ đi 3 nhân 4 nhân 2, 3 nhân 4 nhân 5 thì 3 nhân 4 nhân 2, vân vân. Thế n nhân n cộng 1 nhân với n cộng 2 trừ đi n trừ 1 nhân n cộng 1. Thì vấn đề của ta bây giờ ta phải tìm cái quy luật triệt tiêu ở đây, chính là 1 nhân 2 nhân 3 trừ đi 2 nhân 3 nhân 4 trừ đi, và đương nhiên 3 nhân 4 nhân 5 triệt tiêu ở trong này, và n nhân n trừ 1 nhân n nhân n cộng 1 triệt tiêu với thành phần trong này. Vậy thì khi đó là chúng ta chỉ còn lại gì đây? Còn lại là n nhân n cộng 1 nhân n cộng 2. Đấy, như vậy ba nhất bằng cái này. Từ đây ta sẽ suy ra kép cho bạn n nhân n cộng 1 nhân n cộng 2 tất cả chỉ là phải. Đây chính là công thức tổng quát cho cái dạng của cái dạng số này em nhé. Và cái dạng số thứ ba,
chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái video này và kết hợp chúng lại với nhau tạo ra những bài toán thì em tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của video nhé. Cái lệnh số thứ ba chính là f bằng 1/1 × 2 cộng 1/2 × 3 cộng 1/3 × 4 cộng 5 cộng 1/(n+1). Thì đây cũng là một cái giải khá là quen thuộc thôi. Một quy tắc tính thì các em biết rồi. 1/1 × 2 chính là 1/1 trừ 1/2. 1/2 × 3 chính là 1/2 trừ 1/3 cộng với 1/3 trừ 1/4 vân vân cho đến 1/5 trừ đi 1/(n+1). Đấy. Và quy luật triệt tiêu em biết rồi. Số đối. Như vậy là công thức tổng quát của f chính là bằng 1/(1)(n+1). Và quy đồng nhỏ lên là chính là n+1. Đấy. Thì cái việc là chúng ta nhớ cách làm và nhớ công thức tổng quát của ba cái dãy số này thì khá là đơn giản thôi. Tuy nhiên là việc là người ra đề người ta kết hợp những cái dãy số nào này thành những cái bài toán khá là hay và rất hấp dẫn sau đây. Đấy, chúng ta sẽ tìm được bài toán số thứ nhất. Bài toán 1. Tính
tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu cái giải số, một cái bài toán tiếp theo. Đây cũng chính là một cái giải số mà cũng có quy luật thôi. Thì cái này là 1 cộng 2 cộng 2 cộng 3. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng cái giải số thứ nhất để chúng ta tính các cái biểu thức của lý mẫu này thôi. Thì ta có f bằng gì? Bằng gì f bằng gì? 1 trên gì? 1 nhân 2 trên 2 cộng với 1 trên 2 nhân 3 trên 2. Áp dụng công thức này. 3 nhân 4 trên 2 cộng với 1 trên 4 nhân 5 trên 2. Và cứ tiếp tục như vậy, ta có là 1 trên 100 nhân với 1 trên 1 tất cả trên 2. Để chia cái này thì nhân nghịch đảo lên thôi, các bạn phải suy ra được đáp bằng gì? 2 trên 1 nhân 2 cộng 2 trên 2 nhân 3 cộng 2 trên 3 nhân 1 vân vân. À, như vậy là 2 trên 100 nhân với 1 nhân 1. Thì đến đây các em sẽ hình dung ra được một cái dãy số khá là quen, đó chính là cái dãy số thứ 3 sẽ áp dụng được trong bài toán này. Vậy thì tất cả trên cái tử này đều là số 2 thì chúng ta sẽ đặt 2 ra ngoài. Thì trong phần gì này? 1 trên 1 nhân 2, 1 trên 2 nhân 3, 1 trên 3 nhân 1, vân vân. 1 trên 100 nhân 1. Rất là tuyệt vời, chúng ta áp dụng ngay cái tần số thứ 3 ở đây. Vậy F sẽ bằng 2 nhân với 1 trừ đi 1 phần 101. Chính là bằng 2 nhân với 100 trên 101. Đấy, đáp số cuối cùng là 200 trên 101. Đây chính là quá trình của giải số của bài toán thứ hai này. Như vậy là trong thời lượng khoảng 15 phút của một video, thầy giáo đã giới thiệu cho các bạn ba cái giải số khá là quen thuộc. Và cái điều đặc biệt là cái sự phối hợp giữa các cái giải số này trong các bài toán cụ thể nó khá là hay các bạn. Đặc biệt là chúng ta, thầy giáo đã giới thiệu cho các bạn hai cái bài toán khá là hay mà các bạn nên tìm hiểu. Và thầy giáo xin kết thúc video ở đây. Hy vọng rằng là cái giây phút theo dõi video sẽ mang lại cho các em một bài học bổ ích. Để ủng hộ thầy, các em đừng quên đăng ký kênh, hãy like, share và subscribe kênh của thầy để ủng hộ thầy. Và chúc các bạn học tập tốt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.